đội tuyển Việt Nam đã một lần nữa khiến cả châu Á phải bất ngờ khi giành chiến thắng trước Jordan. Dù bị đánh giá ở cửa dưới và thậm chí bị thua trước, nhưng với tinh thần chiến đấu kiên cường cùng một chiến thuật hợp lý, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn tìm được bàn gỡ và kéo đối thủ vào loạt penalty cân não. Ở đây, bản lĩnh của nhà vô địch Đông Nam Á đã được thể hiện và đội tuyển Việt Nam đã hiên ngang tiến vào tứ kết của giải đấu lớn nhất châu Á. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Thành thực mà nói, chúng tôi đã rất khó khăn để vào được vòng 16 đội. Tôi đã thấy một số bài báo chỉ trích chúng tôi chơi tiêu cực và chỉ biết phòng ngự. Nhưng chúng tôi đã chứng minh rằng Việt Nam có thể chơi tấn công. Tôi luôn muốn các học trò thể hiện tốt nhất trên sân, ngay cả khi bị dẫn trước. Vào tới vòng này, không đội nào dám xem nhẹ đối thủ. Tất cả đều là đội bóng mạnh. Tôi không nghĩ còn đội nào yếu ở thời điểm này. Tôi cũng không nghĩ Jordan lại chơi thận trọng đến như vậy. Họ chơi phòng ngự trong hiệp 1, còn chúng tôi thì chơi chủ động hơn. Khi phân tích, chúng tôi biết rằng họ hay chơi bóng dài. Hôm nay, chúng tôi đẩy cao hàng phòng ngự hơn để chống phản công. Huy Hùng là cái tên được lựa chọn và cậu ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúng tôi không thay đổi nhiều về chiến thuật trong trận đấu ngày hôm nay. Đôi khi, tôi kéo Quang Hải về trung lộ để phát huy khả năng chuyền bóng và mở rộng không gian hoạt động. Trường hợp của Hùng Dũng cũng tương tự. Nhìn chung, hôm nay tuyển Việt Nam đã chơi 100% năng lực của mình. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng không quên gửi lời tri ân tới những cổ động viên trung thành luôn song hành cùng đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi không có nhiều cổ động viên như tuyển Jordan ngày hôm nay, nhưng Việt Nam vẫn luôn ra sân với tinh thần chiến đấu hết mình. Không cần biết có mệt mỏi ra sao, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng cho tới giây phút cuối cùng. Tôi đánh giá rất cao sự ủng hộ từ người hâm mộ. Toàn đội đã chơi đầy dũng cảm và quyết tâm. Chúng tôi đã có chiến thắng thứ 2 tại Asian Cup và vào tứ kết. Điều khiến tôi hài lòng là nhiều phóng viên Hàn Quốc và Việt Nam cùng có mặt ở đây. Loạt sút luân lưu hôm nay rất hoàn hảo. Ở vòng tứ kết, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với đội thắng trong cặp đấu giữa Nhật Bản và Ả Rập Xê Út.